trộm vào được. Hello. Xíu nữa. Rồi, đây. Xong. Oh, xin chào các bạn nha. Mình là Huy, trong chương trình Huy Nhớp đây. Trước khi video này bắt đầu thì các bạn hãy nhớ để lại một nút like, nút share và nút subscribe. Và đừng quên là hãy nhớ nhấn cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ video của mình nha. Cũng như là của kênh của mình luôn. Đây, như các bạn đã thấy, đây là phòng thí nghiệm của mình. Các bạn có thể xem. Đây là những thí nghiệm mà mình đã làm ra. Và trong đây là mình đã có phát minh mới. Đây, để mình cho các bạn xem. Đây là cái này nè. Nó có thể giúp mình biến nhỏ lại. Đó. Và cái này là đây thì là cái này là biến lớn lại bình thường nè, cái này biến nhỏ lại. Hiện tại thì mình chỉ làm được biến nhỏ tới cỡ này thôi, và mình chưa thể nào biến lớn được, tại mình chưa thể nào là biến lớn với biến nhỏ hơn là cái này được, nên là mình sẽ cố gắng để làm những cái hay nhất có thể nha. Ok, giờ mình sẽ qua hỏi thăm Simmy rồi. Ok, hình như nhà Simmy đây đúng không nhỉ? Lâu rồi mình chưa gặp Simmy, để xem Simmy đây. Simmy ơi, ê bà Simmy. Tại Lê. Tôi nè. Hôm nay tôi nói phát minh mới này nè. Ủa thế à? Ai tính là bà gặp tôi bà không bất ngờ luôn á, thiệt luôn hả bà? Ủa, đây là ai đây? Ai tính là tôi luôn á. Đuổi mắt gì đó. Ai tính là tính ra lâu rồi tôi xuống phòng thí nghiệm, tôi thí nghiệm bà quên tôi luôn, hay nha. Thôi bị hay đó. Tôi đi làm phòng thí nghiệm dưới nhà cái kìa. Ủa, mấy ngày rồi? Chắc tầm tháng hay mấy tháng ấy, ai biết. mấy tuần á. Tháng mà ông không nói biết luôn á. Đâu, tôi không nhớ đâu. À đúng rồi, tôi qua đây có cái này hay lắm, nên cho bà xem nè. Đây, tôi có một phát minh hay là cực. Đó, bà cầm nó lên thử đi. Chụp phải không? Ủa, cục gì đây? Bà nhỏ rồi kìa. Thấy hay chưa? Hay chưa? Hay không? Đây là cái cục biến lớn nè. Chưa được. Ủa, hình như không được. Hình như chưa đủ to, chưa đủ nhỏ. Kìa, biến lớn lại. Đâu. Chiu. Wow, ôi hay vậy. Hay không? Còn cây nè. Cầm cây này nè. Đó, cầm này là bà có thể đào những cái block nhỏ hơn. Ấy là những cái cục pixel, bà đập thử sàn đi. Ok, đập. Ủa, được nè. Hay chưa? Hay vậy. Và bà ship xuống bà dùng cái chuột giữa, bà ship xuống bà kéo nó sẽ ra một cái dạng khác. To hơn hả? Nè. Tôi chưa vào được. Được. Ai được nè. Hello. Ok. Hay nha. Đó, rồi để tôi đi ra ngoài ơi. Đó, bà đào ra ngoài thử ơi. Đây đang xem ngoài nè. Gì vậy bà? Đang nào. Oh, hello. Hay không? Hey, giờ qua nhà MK xem sao đi. Qua nhà MK rủ MK nữa, rủ MK xem này nè. Ê, tôi có cái cục block nhỏ nè. Đâu? Mấy cục nhỏ nè, cục mà cái cục mà này nè. Bà cũng có mà, bà đào xong là bà có à. Ok, biết mà. Mày. Nhỏ xíu luôn. Nhỏ xíu luôn á. Wow, ok, đập, rồi, đập đi được không ta? Đập được nè. Ok, giờ qua nhà MK thử coi. Ô, MK cái gì mà an ninh dữ vậy? Hàng rào cái kiểu luôn ghê à. Trời ơi, mà đi đâu? Anh ninh quá trời. Ok, vô để xem coi. Mà kê, vô. Mà kê, quay. Gì vậy? Anh có gì không? Sao? Ủa? Đi đâu đây? Em định giới thiệu anh này nè. Ồ, anh làm gì vậy? Giới thiệu gì á? Không, có gì đâu. Anh đang làm một cái việc rất là quan trọng, bí mật, cho nên phải bịt cửa lại thôi. Mày đưa đi chơi chứ, em tí nữa, xong rồi anh ra nha. Ủa này, sao ta? Tao biết. Ủa sao? Mấy vậy? Ủa? Mấy thế đó? Adu! Gì vậy? Anh có cái cửa gì kìa? Nhưng mà tưởng nào được. Thấy anh mất tiêu không? Ủa? Vậy là tức là anh có cái chỗ bí mật. Ôi vậy là các bạn ơi, anh có chỗ bí mật mà anh giấu kìa. Ôi được lắm. Nhưng mà sao tụi mình vào được? Mà sao ta? Tìm kiếm xung quanh ơi. Không, tụi nhỏ không được. Cái này có chỗ nào đâu. Vô đây đâu được đâu. Vô cái lỗ này. Không được. Vô lỗ này cũng đâu được đâu. Ủa mà có cái gì kia kìa. Ủa. Đâu? Hả? Có cái gì màu xám trong lỗ kìa. Thấy đi. Để tôi thò tay vô coi. Adu.
Ao. Lên một cao nghe em ra, tụi mình lại một cao ngay sao? Đấy, biến nhỏ lại đi xuống, biến nhỏ lại. Bo. Ok. Không ngờ. Mình nghe cái tiếng mở cửa. Biến nhỏ lại. Na na na. Gọi đâu. Ê, tính là ông. Tắm rửa. Sao bác sĩ em? Theo theo. Bác sĩ bậy kì vậy? Mát quá ơi. Thiệt là sảng khói. Trời tối rồi. Coi tivi chút coi. Mở đài coi tivi coi. Chúng kịp. Mình nghe cái tiếng gì vậy ta? Quen lắm, giọng giống. Mèo vậy? Vô đi bà. Ủa ai mở cái cửa? Ai mở cái cửa của mình ra vậy ta? Chết rồi, mình nhớ mình đóng rồi mà ta. Chạy đâu vậy? Đi đâu? Mình lên mình coi nữa coi. Ô, em mở cái cửa này nữa. Chú vô cái trong máy tính đi. Còn có gì ăn trong này ông ta? Ê, có bánh mì đây. Ôi. Này, tin tức thời sự. Thì ông đi đâu đây? Thì ông giấu mình tình hình từ bữa đến giờ luôn á. Trộm dạo này tăng cao. Các bạn vui lòng chú ý cảnh giác cửa nẻo đóng cẩn thận, không là sẽ bị đột nhập. Trời ơi mấy làm sao mà đột nhập được cái căn hầm bí mật của mình? Ôi, ê, đừng có xuống mà, xuống là không lên bí đâu. Bí mật của mình. Bây giờ mình thử lên máy tính mình. Chơi mày ráp một tí coi. Hôm nay đi survival coi. Thì cái ông MK đã giấu mình từ bữa đến giờ, không cho mình xem. Cái này không được. Kim cương mình vẫn còn nguyên ở đây. Mình phải làm gì đó mới được. Mình phải làm gì đó mới được bà ơi. Mày chết mày này con. Ê, đây là đã. Ôi, ba ông đánh cái gì? Xì cai quơ cái gì mà hay dữ vậy trời. Ai à. Ôi dạ. Gì á? Đánh đây nè. Gì á? Tự nhiên ai đánh mình thì tất cả. Gì á? Tôi trong phòng vệ sinh đó. Đó. Cái của thằng Huy nè. Lên bà. Bà ơi, đi lên lẹ, biến to lại chạy lên. Ủa, có ai ở trong cái này đâu ta? Lên lẹ bà ơi, lên lẹ. Biến to lên. Chơi game thôi. Ok. Vậy là mình đã biết được căn hầm bí mật rồi. Không thể được. Giờ mình phải phá nguyên cái chỗ đó. Tại vì MK là không những là keo kiệt mà còn dám cháu bạn bè. Bây giờ mình xuống ra lấy châu bảo xong điện một cái hạ phút đã được không? Từ từ mình phải chuẩn bị vũ khí đã đến chỗ nóng. Hiểu không? Phá luôn, phá banh luôn. Chỗ đây. Đây bà mở đây ra đi. Bà muốn lấy cái nào? Tôi lấy con bao. Đây tôi sẽ lấy cái đe nè, cái đe là để tôi cho nó rớt ngay đầu ổng luôn. Đây. Bỏ đe đi vậy. Bỏ này lên xíu. À cái gì bà? Đe đi vậy. À đây là cái phòng thí nghiệm á, bà xuống bà xem đi. Coi. Đó tôi hoạt động đây vài tuần vài tháng rồi. Ok đi lên nè bà ơi. Nhưng mà tôi có show cho bà biết mà đúng không? MK không cho, thấy không? MK kêu kiệt hơn tôi, thấy không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ phá bánh chanh nhà MK luôn. Ôi MK nè, giảm nè. Không phải bánh chanh nè, phá một chút thôi. Tại vì nhà ổng chiêu cương nên là mình lấy. Ông lấy khoáng sản mà ông không cho mình biết. Hay lắm. Em mà khoan đã thì nó mình mở cửa đi. Sao MK phải nghe em đào cái lỗ nhỏ mình vào đi, không? Hả? Lỗ nghe sao? Thì mình mở cửa xong biến nhỏ liền luôn. Rồi, okay. Sao mở? Mày biến nhỏ nha, 3, 2, 1, biến nhỏ đi. Mày rap chén quá. Tao đi ngủ một giấc cái đã. Ông đi ngủ rồi. Ê, đưa tôi, ồ, bà có giữ cung tên không? Đưa tôi cung, tính là tôi có cung mà bà. Ai đó? Xem tivi. Thì ông bị mông du. Ê, xin ra bà ơi. Gì thế? Cái gì á? Ai bắn mình vậy ta? Ai bắn mình? Ở cái này một gà mình có nghĩ là trong nhà mình có trộm không? Lát nữa. Kiểm tra lại. Ôi dạ. Kiểm tra lại cái kim cương của mình cái đã.
còn nguyên, vẫn còn nguyên. Bây giờ này kiểm tra cửa coi. Nữa. Rồi, ở đây là có trộm rồi. Bây giờ mình sẽ bịt cái cửa này lại bằng obsidian. Thôi mình mình lại rồi. Ê ba. Đây là mình tới chỗ kêu cơ đâu. Ok, cửa lại. Mời cửa lại. Ôi, nào mở cửa được nữa đâu. Xuống đây. Thôi, an toàn rồi. Ngủ giấc nữa mới được. Rồi, ok. Đây. Chính cơ thôi, là chính cơ đã. Ok, giờ tôi sẽ lấy cái cương nè. Nhìn to lên bây giờ nè. Ui, đừng đi nước mạo, biến to biết chờ. Ui, bà liều lĩnh vậy. Lấy hết luôn nè. Lấy nhanh vậy. Lấy hết luôn nè. Rồi. Giờ núp sau thùng rác nè bà ơi. Thùng rác núp được nè. Vô đây. Hay chưa. Hay nha. Vậy nè. Giờ tôi sẽ làm nguyên một cái bẫy gọi là cho ông rớt xuống dưới đây luôn. Đây. Rồi. Đâu. Không làm đi. Thôi vậy cho nhanh đi. Rồi. Đó là... Trời ơi, một đống công này luôn. Thôi kệ, không sao. Không quan tâm đó, không cần quan tâm đâu. Trời ơi, mình đừng hoa góc mình bằng hết xe. Nó cả đống nè. Trời ơi, wow. Hù ổng nè, chuẩn bị hù nè. Vô. Ủa, tôi lắc quá bà ơi. Để chuẩn bị nè, Rồi, ok. Chuẩn bị nè. Bằng đi. Ủa, lắc kìa. Không dính. Ơi. Không dính. Không dính ta. Kỳ ha. Ủa. Cái giờ nó có cái năng lực gì á. Đập luôn cái giờ luôn đi. Ờ vậy cho lẹ luôn đi. Trời không phải ta. Ủa. Ủa dưới. Dưới. Chết tôi à. Ui mà cái sao. Mỹ gì vậy. Ôi, kim cương của tôi. Ủa, chết rồi, mình bị trộm rồi. Mình trộm đâu. Ủa, mình bị cửa bằng obsidian rồi mình ta. Trộm đâu rồi. Mình trộm đâu, mày trốn dưới giường đúng không? Ây da. Trộm cú ngay đầu bon vô cái đầu. Đâu rồi. Giờ mày trốn trong phòng tắm đúng không? Mày xuất hiện đây. Nhìn tôi thở kèn à. Chú vô thùng rác lẹ. Ở đây mà tại sao nó phá hết nhà của mình luôn nè. Ra đi, lại một cái chi khác được mình chưa. Hình như ở dưới có gì nữa, đi xuống dưới thôi. Từ nha, bình tĩnh nha. Đi cho mấy ngóc ngách này nè, không thấy đâu. Đó. Từ nha, bình tĩnh. Chú dưới đây mình kiểm tra cái đã. Ê, mình test. Ê, tôi dụ ông nè. Ê, chết. Ra đi, mình sẽ ra đi. Chú, tôi bắn kính bài. Nè, bắn vụ. Cung vào. Cái gì? Cung ở đâu bắn ra đây hả? Đây. Tàn hình á, trộm nó tàn hình nè. Mày đâu? Xuất hiện đi. Mày đâu? Mày ở đâu? Tên trộm kia. Rồi, có thiệt nè. Từ, tôi phải cho nổ banh cái chỗ này đã. Ủa mà trong cái đường này có gì vậy? Ủa cái đường này có cái nút gì nè. Từ, để tôi bỏ hết mấy cái đồ này vậy. Ờ tôi mở luôn. Nhiều thứ quá. Đúng rồi. Ok. Rồi để đặt TNT nổ banh sát ổng nè. Gì? Trời ác vậy. Trời ơi. Rồi. À chỗ này mình bịt. Nhớ là cái cửa mình bịt lại rồi mà ta. Trộm vào được. Sao rồi? Hello. Ôi TNT đâu đây? Đi. Ok, thì video của mình có gì đây thôi. Mời các bạn nhớ bấm để lại một nút like, share và subscribe. Và đừng quên nhớ bấm vào kênh chuông và để nhận những cái video sớm nhất của mình nha. Còn bây giờ thì goodbye. See you guys later. Vui vẻ cho MK. MK còn xem MK còn sống không? MK đâu rồi? Tôi nghĩ là MK sống rồi. Ok.
mì lắm, sợ lắm. Thôi kệ đi kệ. Ok, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại trong video tới. And goodbye. See you guys later.